Hello anh em, chào mừng em đã trở lại với Chiro Bun Chiro với tạc Jimmy. Rất vui vì hôm nay được gặp nhau với những clip. Thì ta đã có mặt tại đã sắp live và tân thủ. Như đã hứa ngày hôm qua thì ngày hôm qua mình đã có tân thủ rồi. Nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với tân thủ để có thể có những cái niềm vui trong những cái ngày lễ Tết như thế này cho anh em. Hôm nay là ngày, nói chung là một ngày năm mới. Ngày hôm qua mình đã chúc anh em rồi. Nhưng mà hôm nay mình vẫn chúc anh em một năm mới vui vẻ nữa. Và cố gắng gọi là chăm chỉ ăn uống cho nó mập vô để ít bữa đi học lại nha. Ok, bây giờ thì mình bắt đầu clip luôn. Chúc em một ngày vui vẻ và xem clip nhớ like, video, subscribe, đăng ký kênh cũng như là click những quảng cáo ủng hộ cho mình. Đây là lì xì anh em, lì xì cho mình những cái kích quảng cáo thật là nhiệt tình nha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ vào luôn nội dung chính luôn. Nên mình sẽ làm về hải hồn. Nói chung thì mình bây giờ mình đang định là cứ cách một ngày mình sẽ làm hải hồn, nhưng mà không biết bao giờ mới được đây. Về hải hồn thì như anh em biết rồi, bữa mình đã học được tới tuyệt chiêu là kèn lệnh sao chổi nè. Bây giờ thì mấy nếu mà mình học nữa thì mình sẽ học được coi coi, kèn lệnh sao chổi này là kỹ năng nọ hả ta? Kèn lệnh sao chổi này là kỹ năng thường hả? Ok, kỹ năng thường anh em. Bây giờ nếu mình học nữa mình sẽ được kèn lệnh sao chổi kỹ năng nọ. Tức là mình sẽ có hai kỹ năng đều là kèn lệnh sao chổi. Tuyệt kỹ do phù thủy nước Wano truyền ra ngoài, cái sẽ đưa hàng dọc giảm mục tiêu phòng ngự. À, cái này kỹ năng này cũng ngon nè anh em. Rồi ok, được rồi. Đầu tiên thì chúng ta sẽ vào đây để chúng ta mua cái chìa khóa cung điện. Ok, 60k một cái nha anh em. Hiện tại DR của mình là còn khoảng tầm 1.6 triệu. 1.6 triệu mà mua cái này thì chúng ta được tầm bao nhiêu ta? 616, 62, 12, 63, 18 hả? Chết cha rồi. Chết cha rồi anh em. Rồi ok, mình sẽ mua một cái, hai cái. Ba cái đi. Rồi, mua ba cái. Mình nghĩ mua ba cái là vừa tầm. Bây giờ mình sẽ vào hải hồn luôn. Nếu mà chúng ta làm cái này và mình nhấn mạnh một điều nữa, đó là cái hệ thống hải hồn này sẽ tăng cho nhân vật chính rất là nhiều nha anh em, tăng cho nhân vật chính rất là nhiều. Đấy, nhân vật chính của mình này, chỉ tăng cho nhân vật chính thôi, còn những đồng đội khác thì không tăng. Đó, đó là về hải hồn. Ngày hôm qua thì mình đã có thành viên mới gia nhập Jim Bell rồi. Anh em nào chưa xem clip tân thủ trước thì có thể quay lại xem nha. Đấy, ok. Rồi bây giờ thì mình sẽ sang cái cung mới. Bạn cần đạt level 116. À, tức là level 116 mới có thể mở cung tiếp theo. Nhưng mà mình có chìa khóa cung điện thì mình sẽ mở được. Ok, thank you, thank you. Đây, kỹ năng nổ kèn là sao chổi nha anh em. À, sát thương bằng vũ khí. Rất là hợp với nhân vật chính mình luôn. Tại vì nhân vật chính mình đang xài vũ khí. Tuyệt kỹ do phù thủy nước Wano truyền ra ngoài, gây sát thương cho hàng dọc địch và giảm mục tiêu phòng ngự. Còn hiện tại nhân vật chính mình đang chơi chiêu là xoáy ốc vạn tượng, là tấn công kẻ địch dưới nhiều góc độ, gây sát thương hàng ngang. Vai nó kêu sát thương nhiều góc độ mà chỉ đánh hàng ngang thôi. Ôi, như vậy là không được rồi anh em, như vậy là rất là yếu rồi. Cho nên bây giờ mình sẽ học luôn kỹ năng này. Nếu bạn muốn nhanh thì các bạn sẽ đưa chuột vào cái chỗ level 10 chỗ này. Đây, mình sẽ khoanh cho anh em xem. Đây, anh em sẽ đưa chuột vào đây nha anh em. Còn nếu mà anh em muốn kiểu làm màu mè thì anh em sẽ đưa chuột vào cái ngôi sao này, là tức là nó xong một cái level ở đây, sau đó nó sẽ ra một cái ngôi sao mới, các bạn lại tiếp tục nhấp vào đây thì sẽ lại mở level 2 rồi tiếp tục lại. Còn nếu bạn nào muốn làm màu hơn nữa thì anh em có thể nhấp từ từ một ngôi sao này, nhấp ngôi sao này, nhấp ngôi sao này, từng ngôi sao may mắn lấp lánh đó thì nó sẽ như vậy. Ok rồi, nói chung thì mình không thích làm màu, cho nên là mình sẽ làm theo kiểu tăng tốc một chút. Mình sẽ mở cung đầu tiên trước. Ok, hồi nãy là 900 mấy k, lại mình không nhìn rõ nữa. 917k3. Ok, mở tiếp coi. 917k3 là 917k6. Này cũng tăng, không tăng được bao nhiêu anh em, không tăng được bao nhiêu, nhưng mà có điều nó sẽ giúp cho nhân vật chính của mình tăng được thiên phú. Ở đây thì không có ai gọi là sắp bằng hết, cho nên là mình không có cái gì để so sánh được. Thôi rồi, vậy mình sẽ mở nhanh luôn nha. Ok, tổng cộng chúng ta tốn khoảng 13.000 để sao á, mình vừa nhìn thấy là 13.000 để sao á. Vậy là mình đã học xong được kèn lệnh sao chổi rồi đó. Bây giờ mình ra test cho anh em xem luôn. Mình sẽ test kỹ năng nổ của mình trước. Ok, kỹ năng nổ hiện tại của mình coi thử sát thương bao nhiêu, rồi mình sẽ mang cái kỹ năng mới vào coi thử test được bao nhiêu. Mình sẽ tháo cái vũ khí ra lên anh em. À không, nếu mà mình tháo vũ khí thì nó sẽ mất đi cái lượng đam chính xác đúng không? Ok, vậy thì mình sẽ vào các bạn này để mình test đi. Các bạn 95 Lucy. Chơi luôn em ơi. Nhát chém thường thì không nói rồi anh em, tại vì kỹ năng này kỹ năng nội nên mình sẽ chỉ test chiêu nội thôi. Nhanh có nội đi em ơi. Rồi có nội nè, chiêu này có nội chắc nè. Ok.
Ok, vẫn chưa có nổ luôn. Xong đời thế. Ok, mình chịu đựng hơi nhiều rồi nha. Bao đi. A du, để cho bị giảm nổ nữa. À, có nổ lại rồi. Nhiều. 1 triệu mốt. Ok, mình sẽ làm tròn 1 triệu mốt thôi. Tại vì mình thấy có 3 số 1. Nhưng mà mình sẽ làm tròn 1 triệu mốt thôi. Rồi, cái này tức là 1 triệu mốt. 1 triệu 110 mấy ca đó thì mình không nhớ. Nhưng mà 1 triệu mốt chính xác. Rồi, ok, cảm ơn. Bây giờ mình sẽ quay lại và mình lấy cái skill mới của mình ra. Skill nổ mới của mình là kỹ năng đây, kỳ lệnh sao chổi với hình ảnh là một cái gì đó ở giữa giống như mặt trời vậy, còn ở xung quanh có gì đó chiếu chiếu khá là buồn cười nhờ. Ủa cái gì, tuyệt kỹ do phù thủy nước qua nội, đúng rồi, cái này là giống nãy mình đọc mà. Ok rồi, giờ mình sẽ vào lại nha anh em, coi tụi coi sát thương như thế nào, biết đâu nó mạnh hơn thì sao. Hình như theo mình nhớ không nhầm thì như là nó có thêm là giảm phòng ngự nữa, khá là ngon. Do ok, kỹ năng thường thì chúng ta không cần phải nói tới làm gì. À, biểu này giảm nổ đau đớn thiệt. 50 nè. 75 nè anh em. 75 nè. Tiếp theo sẽ là 100 nè. Đó. Con này sẽ giảm nổ xuống nè, sau đó con này pháp sư thì sẽ tăng lại nổ cho mình. Rồi, bao nè. Ui. Eo, giảm phòng ngự được chính xác nhưng mà sát thương nó bị giảm, còn có 1 triệu anh em. Khá là sầu đời. Ok, vậy tính ra là chiêu này nó sẽ yếu hơn chiêu kia một chút. Nhưng mà đổi lại thì nó sẽ có cái giảm phòng ngự. Ok, mình không biết là cái nào lợi hơn nữa. Mình nghĩ chắc là mang cái này sẽ lợi hơn đó anh em. Tại vì sát thương nó bị giảm một tầm một chút thôi. Tức là 1 triệu và 1 triệu mốt thì nó sẽ cách nhau khoảng 100k máu. Nhưng mà chúng ta được cái là giảm phòng ngự. Giảm tất cả phòng ngự thì những cái tool về sau đồng đội của mình đánh nó sẽ đam được to hơn. Đại loại là vậy. Ok, tạm thời bỏ qua kỹ năng này đi. Kỹ năng này khá là sầm lao, mình thấy nó không có gì thay đổi, yếu xìu. Rồi, mình sẽ mở cung tiếp theo. Người ta đây là cung gì đây? Cung Long Vương hả? Còn cung tiếp theo là cung gì đây? Cung này thì cần level 118 luôn anh em. Mà mình thì mới 107 à. Chát thiệt. Cũng hay là có chìa khóa cung điện đó, không biết khi nào mới mở được nữa. Cung tiếp theo là cung Hải Thần. Học kênh là kèn lệnh sâu băng hả? Đây là kỹ năng thường. Này là kèn lệnh sâu chổi và kèn lệnh sâu băng. Rồi, để học đà đọc coi. Sát thương bằng vũ khí luôn nè anh em, khá là ngon. Hiệu lệnh cất lên khiến đối thủ sinh ra ảo giác, gây sát thương cho một mục tiêu hàng sau địch và giảm mục tiêu 25 nổ. Ok, kỹ năng này chỉ đánh được một đứa thôi, khá là sầm lao. Hiện tại kỹ năng của mình đang đánh hàng ngang không ngon, đã đi chơi kỹ năng này. Ok, thôi học nhanh luôn nè anh em. Mình sẽ học nhanh luôn nha. Tại bao nhiêu đây? Lực chiến là 259k. Đấy, 15k cho anh em, tốn 15k hại hồn. 259 lên 261 tức là tăng được thêm 2k hay sao á, được 2k lực. Ngon, cũng được. Thiên phú thì như là mình thấy không có gì thay đổi sao á, chán thiệt. Hiện tại là có 3 cái S trừ và 2 cái S không dấu, một cái 2 S trừ. Ok. Rồi giờ mình sẽ test cho anh em xem. Kỳ lệnh sâu băng mình đã học được rồi nha. Rồi bây giờ vào luôn nè. À, vẫn mang vũ khí mà đúng không? Chơi luôn anh em. Hiện tại kỹ năng đầu tiên, kỹ năng thường của mình là chém được nè anh em. Đấy, đếm được hai đứa được 500k. 535k. Đấy, còn kỹ năng kia chém được một đứa thôi. Mình đảm bảo anh em không bao giờ được 535k. Chắc chắn là không bao giờ được 535k. Kỹ năng thường đâu. Đây, kỹ năng này là kèn lệnh sâu băng với hình dạng là giống như một cái đôi cánh của một cái con chim gì đó thì phải. Mình chả thấy có ký hiệu gì cũng băng ở đây đó mà kèn lệnh sâu băng. Ok, mang vào, sau đó thì sẽ vào lại test cho anh em xem. Đảm bảo anh em không bao giờ được 500k. 275k cho anh em, bằng một nửa thôi, tức là nãy mình đánh được hai đứa cho nên là sát thương gấp đôi. Còn bây giờ đánh được một đứa thì sát thương nó sẽ ít lại. Cái này chắc chắn là vậy rồi. Nhưng mà cái này được cái là giảm nộ người ta, giảm nộ mục tiêu. Khi nào mà chúng ta cần đến cái sự giảm nộ nó có thể mang kỹ năng nhà vào để chơi. Ok. Như vậy là hôm nay hai cái kỹ năng đầu tiên mình học là rất là vớ vẩn, không có tác dụng gì nhiều hết. Trang bị lại đã. Chiến thần ý đâu rồi? Đây. Tại mình đang chơi chiến thần ý khá là ngon. Đây là kèn lệnh sao chổi hả? Ok. Rồi, cung tiếp theo. Này là cung Hải Thần. Đây là chìa khóa cuối cùng của mình và cần cấp 120 luôn. Cung Bát Chỉ. Cung Bát Chỉ là cung gì? Kỹ năng chính, kỹ năng nổ anh em. Là thiên đạo tiêu ý. Rồi mình thấy không ổn đây anh em. Kỹ năng này như là mình chưa nghe bao giờ. Như là trước mình học mình cũng không thèm chơi luôn.
mùi sát thương bằng ma khí, hèn chi không thèm chơi. Mượn hơi thở của thần chi đạo khiến đối thủ tĩnh tâm, gây sát thương cho hàng ngang và giảm mục tiêu 35 nộ. Kỹ năng khá là ngon. Có điều là tại vì đánh bằng ma khí nên mình không có đồ để chơi rồi. Ok, mình búp cái này đã. Búp được 7 phát thì phải. 2 phát nữa. Ok, một phát cuối cùng nè. Đó. Ok, tôi học luôn để mở có gì về sau mở mấy cung khác nó dễ hơn. Tốn 15k nha anh em. Đấy. Chưa xi nhê gì với hải hồn mình hết. Hải cơ hồn của mình vẫn còn 400k. Khá là phê. Lực chiến giờ là 261. Nãy giờ 261 là giờ 263 tăng được 2k. Mỗi lần mở được cung tăng được 2k. Rồi, để xem kỹ năng coi. Đây, kỹ năng thần đạo là nó hình màu xanh nha anh em. Có hình lốc xoáy. Ở trên là có những cái gì đó lấp lánh nó mới ghê chứ. Rồi, mang vào luôn đi. Đằng nào thì nó cũng khá là xàm lao thôi. Test luôn cho anh em xem. Mình sẽ mang theo con chấp bờ búp nổ cho nhanh. Đấy, có nổ cho nhanh. Rồi, vô. Kỹ năng này sát thương hàng ngang phải không ta? Sau đó thì giảm 35 nổ. Nếu mà chơi ma công thì khá là lợi đấy. 65 nổ. 90 nổ. Rồi, có nổ nè. À, đánh thẳng mặt luôn hả? Ui! Được 22k phải là thiệt. Và sát thương như anh em thấy thì nó có thêm hiệu ứng nha anh em. Có thêm hiệu ứng cái gì màu hồng hồng á. Nếu mà anh em để ý thì anh em sẽ thấy có hiệu ứng màu hồng hồng. Nó tung tóe ở chỗ đối thủ á. Để lát bầu rồi mình sẽ... Ui sao giảm nổ teo tu vậy. Để lát rồi mình sẽ làm chậm lại cho anh em xem. Ok, chết queo luôn rồi. Đây, mình sẽ nhấn chế độ bình thường lại, đâu không tăng tốc nha. Anh em sẽ nhìn rõ hơn. Ok, đây, con này búp xong nè. Rồi, ok, đem nhanh nè. Đó, nha, yeah. Tua ra mình cái màu hồng hồng. Thêm hiệu ứng cũng khá là đẹp. Cũng được, nói chung là cũng được anh em. Tạm ổn, kỹ năng cũng đẹp nhưng mình không chơi cho nên rất là đáng tiếc. Ok, thôi bỏ đi mà làm người. Ok, như vậy thì kết quả ngày hôm nay mình học được 3 kỹ năng. Và 3 kỹ năng đều tào lao hết, mình không chơi được kỹ năng nào. Kỹ năng nộ thì mình hiện tại vẫn sẽ chơi kỹ năng đó là xoáy ốc vạn tượng. Ok, xoáy ốc vạn tượng hay xoáy ốc vạn tượng gì đó. Kỹ năng thường thì vẫn sẽ chơi chiến thần ý. Rồi ok, chắc là những clip sau mình sẽ cố gắng học được nhiều kỹ năng hơn, vậy sẽ ngon hơn. Quay lại trận hình cũ thôi. Bây giờ là lên 920k chưa? 923k, ngon lành. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều đã theo dõi clip ngày hôm nay. Nhớ like video, subscribe đăng ký kênh cũng như là click những quảng cáo để ủng hộ cho mình nha. Rồi, ngoài ra thì anh em đừng quên để lại những comment, những cái lời chúc. Những cái lời chúc thật là thân thiện với mình. Ok. Hải hồn thì đâu chán vậy anh em. Nhưng mà có tăng lực chiến là cũng vui rồi.